nghị sĩ Campuchia bị phạt vì hô hào kích động tại biên giới Việt Nam Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 25 tháng 7 đưa tin, người nghị sĩ Đảng Cứu quốc Campuchia gọi tắt là CNRP có quan điểm kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, điên cuồng chống phá biên giới Việt Nam Campuchia là ông Aung San Suu Kyi đã bị Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin ký quyết định xử phạt, cấm tham dự 15 phiên họp Quốc hội kể từ ngày ký, giảm 50% lương 2 tháng. Theo Hội đồng Pháp lý của Quốc hội Campuchia, hành vi của ông Aung San Suu Kyi đã vi phạm Điều 87 của Hiến pháp, Điều 5 của Luật Công chức và Điều 77, Điều 78 trong quy định nội bộ của Hội đồng Pháp lý. Thông báo xử phạt ông Aung San Suu Kyi cũng được đăng công khai trên toàn tỉnh Siem Reap, nơi ông đang trúng cử. Ông Siem Reap đã gây tổn hại danh dự, uy tín của Quốc hội Campuchia, cũng như xúc phạm Chủ tịch Heng Samrin với những lời lẽ cực đoan trên trang mạng xã hội Facebook vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, khi vu cáo ông Samrin lạm dụng hiến pháp vì từ chối chuyển thư của một số nghị sĩ CNRP cho Thủ tướng Hun Sen. Ông Aung San Suu Kyi cho rằng hình phạt đối với ông ta quá khắc nghiệt và sẽ cố gắng đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin để kết thúc câu chuyện này. Trên thực tế, ông ta muốn tìm một thỏa hiệp chính trị với ông Heng Samrin để kết thúc tranh chấp, bởi vì ông nghĩ rằng người Khmer thì không nên tranh luận với nhau mà nên tập trung vào các vấn đề biên giới phía Bắc, phía Tây và phía Đông.